Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ hình cú mèo của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm cái chiếc mặt nạ hình con cú mèo nhé. Ở đây thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một số các cái phần dụng cụ như sau này. Ở đây thì mình sẽ có một cái compa nhé các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có một cái dao dọc giấy này. Mình sử dụng thêm một chiếc kéo này, keo nến này, và cái phần màu chúng ta cần phải chuẩn bị đó là màu đỏ này, màu trắng này, màu vàng nhạt này, màu xanh lá cây này, màu cam này, màu xanh dương này, và cuối cùng sẽ là màu đen. Như vậy chúng ta đã có đủ các cái phần dụng cụ để làm được cái mặt nạ rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình vẽ cái phần mặt nạ này bằng cái bút chì nhé. Đây, các bạn sẽ sử dụng bút chì và các bạn sẽ vẽ hình cái mặt nạ màu là cái mặt nạ hình con cú mèo như trên cái tờ giấy màu đỏ này. Cái phần mắt của nó thì các bạn sẽ vẽ nó hơi ngang một chút nhé, để lát nữa mình còn vẽ thêm cái phần, mình sẽ làm thêm cái tai của nó. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần mặt nạ này ra. Cái phần này cắt nó hơi lệch một chút đấy. Đây sẽ là cái phần mắt cái phần mặt nạ này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái phần compa để mình sẽ quay cái phần hình tròn để làm cái phần mắt. Đây, sau khi mà các bạn quay xong cái phần mắt màu đen rồi, các bạn sẽ sử dụng cái compa, các bạn quay cho mình cái phần mắt màu vàng, nó sẽ có cái phần kích thước giống như là cái mắt màu đen này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần dao gọt giấy nhé, để mình sẽ cắt cái phần màu đỏ bên trong cái phần này đi. Đây sẽ là cái phần mắt màu đỏ.
Sau khi mà cắt xong cái phần mắt màu đỏ này rồi thì mình sẽ cắt cái phần mắt hình tròn màu đen nhé, à màu vàng nhé. Các bạn cứ cắt cái phần hình tròn bên trong người ta, sau đó thì mình sẽ hướng tiếp các bạn cách để cắt được cái phần mắt sao cho nhìn nó sẽ có cái phần trang trí đúng không? Mình sẽ cắt cái phần mắt này ra. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ hình cú mèo của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Các bạn sẽ lưu ý cái cách mình cắt này. Mình sẽ cắt cái phần mắt này. Nó sẽ có cái độ cong giống như là cái phần cánh hoa như thế này nha. Đây sẽ chính là cái phần liền, cái mắt này, mình trang trí như thế này. Rồi tiếp theo cái phần còn lại bên này cũng cắt tương tự như vậy. Sau thì mình sẽ dán cái phần mắt màu vàng này lên trên cái phần mắt màu đỏ nhé. Đây các bạn, đây sẽ là cái phần mắt của nó này. Tiếp theo mình sẽ cắt cái phần tai và cái phần mỏ nhé. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng màu đen. Rồi đây sẽ là cái phần tai của nó nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cho nó cái phần mỏ. Thì các bạn cứ tiếp tục sử dụng màu đen này.